đấy. Đấy. Máy của Trung Mập coi như hết pin rồi. Hôm nay không phải giờ live cho nên 2-3 người. Rồi, xin chào Ngọc Nguyễn. Chào chân chú Thập. Rồi, vì là ở bên chỗ Trung Mập pin hết rồi. Không, đây đâu phải là biệt đội ăn nhậu. Biệt đội coi như đang uống coi như là trà đá, uống cà phê và uống coi như là trà sữa. Rồi, xin chào Hợp Phạm. Xin chào anh Nguyễn Nhà. Hôm nay anh em ở trong nhóm coi như là dê ba quy, tức là diệt ba que, tập trung lại để là uống cà phê, đi nhậu nhẹt một tí về đây uống. Đúng không? Anh em ở trong nhóm này cứ ba que là diệt thôi, chứ mục tiêu coi như là duy nhất là như thế. Nói chung là mình cố gắng diệt bọn ba que cho nên đến từ nay đến khoảng hơn 5 tháng thôi. Chứ từ mùng 1 tháng 1 năm 2019 khi mà luật an ninh mạng mà thực hiện thì lúc đó mình sẽ chuyển sang chuyển sang cái nhiệm vụ khác. Đấy, thì thôi 5 tháng nữa anh em mình cố gắng mà ba que diệt. Nhóm tụi em là trước mắt là diệt ba que. Còn sau đó là ba que mà chết thì tụi em diệt qua cái khác. Ý, sao cái máy của anh nó bị cái nó bị nhiễu màu dữ vậy ta? Cục bắp đi. Nét lên. Nhỏ nào đó, chú bự rồi. Không phải đưa đây. Còn những này chú bự quá. Ủa đâu rồi? Anh cứ mỉm cười để đây đi, công tác này để em. À mọi người. À mọi người nói chú Hoàng dẹp cái bụng vô hả? À cái bụng chú Hoàng thì bụng bia nó vậy á, mọi người thông cảm nha. Ai biết đâu, nó phục lông. Sợ chứ mày nói phục lông. Tăng tăng tăng. Rồi tao mới xét nghiệm máu xong rồi bụng ngon á. Rồi có luôn hả? Đấy thằng ở các bạn vào bên kênh thằng Tân Thái hôm nay nó cũng diễn cũng hơi sâu, nó và khách mời nữa coi như là cũng diễn khóc lóc luôn, thương đất nước Việt Nam quá, nước mắt chảy gian ruộng. Đuôi con cá đuối à, nó hổ khè ai kìa trời. Thằng đang nói chuyện cá đuối mày chết mẹ mày. Tao giành vui lắm. Không, hôm nay Tuấn Công Trường anh em rủ nhau ngồi uống cà phê ở ấy thôi, ở chỗ quận nhất. Nhậu xong rồi, bây giờ nhậu sơ sơ thôi. Đúng không? Bây giờ coi như là dư động viên vừa rồi có tham gia cá độ bóng đá để mà ví dụ tăng quỹ cho anh em, nhưng mà không may là cũng bị bể quỹ, thua hết. Anh cũng bây giờ nhậu sơ sơ thôi. Thì bây giờ còn nhiều thời gian thì về ngồi uống cà phê. Thế thôi. Chứ còn nhậu nhiều quá thì không có tiền. Về đây thì một số đây rồi. Đấy, một số anh em thì coi như là đang chém với Tân Thái. Đấy, anh coi như là say sưa chém Tân Thái. Thôi chơi quán đỡ tiếp tỉnh mà. Tên này tỉnh rồi. Thường thường nó qua cái đốt đúng không? Vâng, chào anh Tuấn Vũ. Bây giờ anh về Hà Nội thì anh phải vào thành phố Hồ Chí Minh thôi. Vào thành phố Hồ Chí Minh với bọn em vui lắm. Đâu, cái dân gian ngày xưa biết đua cá đuối làm gì không? Coi như nhóm diệt ba que của bọn tôi gồm có 7 người. Vâng.
thì còn 6 người ở thành phố Hồ Chí Minh và Long An, còn lại là một riêng Luli thì hiện nay đang bên Hàn Quốc. Nói chung là chúng tôi cùng nhau về với cái mục tiêu duy nhất là chống lại bọn ba que. Mọi luận điệu xuyên tạc của chúng nó là nhóm chúng tôi sẽ cùng nhau bẻ hết. Đúng rồi, có Bình Dương này, Bình Dương. Hello, Tấn ca trưởng. Có luôn đây. Cứ bọn ba que mà xuyên tạc một cái gì đấy, anh em chúng tôi coi như bẻ răng hết, bẻ răng. Hello. Có Trung Phạm này chúng. Đâu? Này, Hà Đu rồi chúng. Hà Đu có rồi. Gì vậy ba? Tự nhiên live stream cho tôi hát. Thì hát đi, vui. À, có Hà Rô Hoàng Chi. Đúng rồi, thằng đối bọn ba que nói chung thì bẻ răng, còn thằng Tân Thái mà bây giờ gặp Tân Thái là chắc chắn bẻ cổ rồi. Nói chung là trên những cái mặt trận không gian mạng này bây giờ thì chúng ta cũng phải coi như là bẻ răng hết chúng nó. Ngày xưa cha ông ta trên mặt trận chiến đấu coi như đánh cho chúng nó chạy tụt quần ra rồi, thì bây giờ anh em mình đi không gian mạng này cũng phải chiến thắng chúng nó, không để cho chúng nó một mình một chợ được. Nó chưa chúng còn anh em chúng tôi lập cho một nhóm hiện nay là gồm 7 anh em, mục tiêu duy nhất là bóp miệng và bẻ răng cái bọn ba que, cái bọn mà xuyên tạc về cái đất nước của chúng ta. Đấy các bạn thấy không, hiện nay đất nước của chúng mình rất là yên bình. Đấy, bọn mình coi như là ngồi ở những cái quán cà phê ở trung tâm quận nhất, rất yên bình. Mà ở bên kia thì, ở bên kia là chúng nó cứ nói là coi như Việt Nam gần như là chết rồi, phải cấp cứu nọ kia tất cả các thứ. Đó là những cái luận điệu rất là xuyên tạc, bị ổi của cái bọn mà sống cộng cực đoan. Lúc nào chúng nó cũng muốn phá hoại cái cuộc sống yên bình của những người dân mình ở trong nước. Đúng rồi, trên đúng rồi, bạn Phan Vũ quyên quyết không để cho chúng chiếm lĩnh trên mặt trận không gian mạng này được. Cái gì chúng nó cũng xuyên tạc được, không có một cái gì nó không xuyên tạc về cái đất nước của chúng ta. Cái thằng Nguyễn Hữu Dũng này, mày thò mặt ra đi, tao thách mày ấy, bây giờ mày thò mặt ra. Thằng Nguyễn Văn Dũng, cái loại mày, mày chỉ cần thò mặt ra, mày cầm cái cờ vàng ấy, ở nơi đông người ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hoặc các thành phố khác xem, 5 giây sau là mày coi như là răng môi lẫn lộn ngay. Mày cứ nói coi bảo nhân dân ta hiện nay coi như là theo mấy bọn ba que. Đấy bây giờ nhân dân ta theo bọn ba que, mày chỉ cầm một cái lá cờ vàng mày thử ra đường chứ. Cái chỗ đông người chứ. Đông người gì? Không, tức là người ta phải nhìn thấy chứ, mẹ mấy thằng này nó cắn trộm, nó đưa cái cờ ba que ra cái chỗ không có người nào, nó chụp ảnh phát coi như là nó gửi bên kia nó kiếm mấy đồng với nào. Đúng không? Đúng không? À, mày vô quán nhậu á, bất kể quán nhậu thì mày cầm cờ cái là biết thế là lệ độ liền. Mày đừng nói tại sao biển xanh lại mặn đó. Tại sao biển xanh nó lại xanh là... mà biển mặn nó lại ở đó. Đó, thằng bạn của đó, thằng Giang của tôi đó, bữa cá độ. Các bạn thấy không, vừa rồi chỉ có một cái thằng mà nó cầm cờ ba sọc ở ngoài Hà Nội đấy. Hôm đấy coi như là nhân dân súng lại đánh cho nó coi như là lên bờ xuống ruộng, không có công an thì nói chung là cỡ khoảng 5 phút sau thì nói chung là thôi
cho nó đi văn điển luôn. Ngồi nhậu nó cũng chẳng kể nó chửi chửi á. Đó là cháu con cháu ruột con Nguyễn Duy nhà thơ. Đúng rồi, hôm nay mấy em đi liên hoan thành lập một cái nhóm gọi là D3Q, tức là diệt ba que. Thế nên cái nhóm của chúng tôi đã lấy tên là diệt ba que. Rồi nó xây nhà lên thì nó tức. Nó cho nó đưa tiền bị nó không có cưỡng chế, chưa cưỡng chế, nhưng mà nếu ai cho nó xây cho nên là nhiều khi mẹ mày bọn chúng nó cứ ảo tưởng, nó bảo bây giờ coi như nhân dân Việt Nam coi như là theo hết chúng nó. Chứ mày ngon hả, mày bước ra nghe mấy thằng nó toàn ảo tưởng. Nói chung là tôi cũng mong muốn tất cả anh em mình ấy, lên trên cái không gian mạng này ấy, là nói chung là cứ mục tiêu đầu tiên là cái bọn ba que chúng mình đập. Giờ còn cái chuyện mà ngoài cái anh em như thế này khác thì thôi mình cũng không đả động gì tới. Đó là những cái tôi của những của cái anh em ở ngoài thôi. Mình động vào nói chung nó mệt lắm. Cho nên là cái nhóm chúng tôi coi như là cái mục tiêu duy nhất là cứ ba que anh em chúng tôi đập, kể cả ở hiện trường và ở trên không gian mạng này. Đó là cái điều coi như anh em chúng tôi đã thề như thế. Không phải chúng tôi hoạt động trên không gian mạng mà kể cả ở ngoài hiện trường nữa. Cho nên là đối với lại cái bọn ba que hiện nay ấy, đó là kẻ thù số 1 của những người yêu nước và của cụ thể là của anh em chúng tôi. Chết mẹ lóc rồi. Đấy. Bảo Ngọc coi như là chú đi đâu Bảo Ngọc theo đấy. Đấy. Bảo Ngọc. À. Nói chung Bảo Ngọc là một cái nick giả thôi, nhưng mà nói chung là thôi gọi là cứ rất là nhiệt tình, coi như là chú Bằng đi đâu coi Bảo Ngọc có mặt ở đấy. Vậy mà lóc nè. Như thế là tốt. Đúng rồi. Trời ơi. Ta chửi con Hàn Quốc ngày qua nó chửi thằng Lung Ly á. Giờ cái bọn ba que thì nói chung là mình vào có mang kiểu gì nó lốc. Nhưng mà ở đây cái kênh của bọn tôi nhá, có một nguyên tắc bất gì bất dịch, chửi chúng tôi chửi thoải mái, muốn chửi kiểu gì chửi. Nhưng mà cứ động đến Bác Hồ là chúng tôi nói cho xuống hợp cầu. Rồi xin chào thôi, Tiểu Hoàng Long. Trời ơi này, chú không có nhậu này, xem này, đây là chú cà phê nhá, gì đấy nhá, đây cà phê nhá. Ai mà ai, có ai, hỏi có Hùng Phạm đây không? Không. Có ngồi dưới không thì kêu lên nói chuyện chơi. Có Hùng Phạm comment không? Không. Hùng Phạm, Hùng Lân, rất xanh bùi đó, không biết hết. Cái Hùng Phạm, Hùng Lân vào đây mẹ sợ tôi bẻ răng, thế anh đâu dám vào đâu. Còn mấy người trẻ trâu, mấy thằng... Mấy trẻ trâu thôi. F3, F4 thì thôi, không chơi. Đấy. Con Hùng Phạm sao dám vào đây? Vào đây là bị bẻ răng, đâu dám vào. Chuyên môn chơi đàn bà, chơi hà mi, chơi thái đồng viên mà. Trời ơi. Cứ Bảo Ngọc cứ lập một cái nick giả lên đây, coi như là vào được rồi. Nhưng mà cháu hay, được cái là... Bảo Ngọc là... Coi như chú cứ lên like là cháu có mặt là được rồi. Đấy, mà không xúc phạm đến Hồ Chủ tịch, như thế là được. Mà nếu mà cháu xúc phạm cái thì chú lần này là chú cho cháu đi luôn. Đấy. Về mà cháu cũng ngoan ngoan thế này, mai kia về Việt Nam coi như là có khi là làm hai chú được, đúng không? Đó, nói chung Bảo Ngọc thì là được cái cũng ngoan. Đấy. Thì vào đây nói chung là cũng chửi bậy, nhưng mà cũng ít khi thôi, chứ cũng không phải là lúc nào cũng chửi bậy. Nuôi được. Những thuộc dạng coi như là động vật gọi là hiếm chứ không phải là quý. Nuôi được, bảo tồn được. Tức là con bảo tồn và nói chung là huấn luyện được. Trời ơi. Như thế chú già nhất thì chú mới gọi là dư luận viên cao cấp nữa, chú thấy lương mới được nhiều, chú được 30 củ mà, cho nên chú phấn đấu từ giờ đến cuối năm nay coi như là cố gắng tích trữ tiền để sống từ giờ đến cuối đời. Trang bờ trang của Bằng Nguyễn sao hai phải vô. Nhưng mà thì chú ở Bảo Ngọc ngoan mà, tức là ngoan nhưng mà nói chung là tương đối thôi chứ không phải. Hỏi tài xế ngày qua đâu, tài xế là tài
tài xế hôm qua nó hẹn lịch rồi. Hùng Phạm với Hùng Lân không dám vào đây. Cho nên bố Hùng Phạm ngồi chờ quá. Tài xế Nguyễn Lân đâu? Đó, tài xế Nguyễn Lân. Sáng suốt đấu tranh mẹ cái ông này, cờ vàng ba sọc đứng. Đạt này lắm chuyện quá. Đạt hả? Sáng suốt đấu tranh. Có sĩ rồi. Không, nó vừa like mà. Hello, Đạt hả? Sáng suốt đấu tranh quỷ Đạt. Anh nói mày nghe nha. Anh thấy mày nói là tại anh thấy mày nói là cái gì ba em bố em là đảng viên thì em bưng bô cho bố em đúng không? Em nói về đối với anh là đang thiếu á. Bố tao đảng viên, ông nội tao đảng viên, ông ngoại tao đảng viên, ba đời nhà tao đảng viên á. Ba đời nhà tao theo cách mạng, không bưng bô cho gia đình nhà tao, tao đi bưng bô mấy thằng ba que tụi bay rồi. Ai? Mở lốc cho bà già mày hả, con chó Bảo Ngọc. Để yên nghe coi. Quan Nguyễn đâu? Quan Nguyễn Nguyễn nói là đập bàn thờ tổ tiên nhà mày con chó ba ke. Mày về đây mày đập con đĩ mẹ mày, mày về đây mày đập giùm tao cái đi. Đó. Tụi anh đâu có sợ mày đâu, mày về đây mày đập chứ mày, mày lên đây mày hò hét cái gì? Con chó mày núp như chó cún gì á. Giỏi thì về đây mà giỏi thì về đây mà đi đập mày, hay về đây gặp anh đập anh trước đi đã. Tao đang ngồi đây nè, mày muốn chửi gì mày chửi đi Bảo Ngọc. 18 đời mày làm đĩ để con không lô đích hay sao mày cứ chui chui đi hoài vậy? Mày dám ló mặt mày lên đây đi rồi ai mình nó chửi nhau nè, để anh mời mày cho. Mày khỏi lẫn quẩn. Nè anh mời mày đó. Ló mặt mày lên đây. Mày tuổi gì mày đòi đập? Mấy thằng bà què. Ủa? Sao không lên? Sao chui đầu mày lên đi Bảo Ngọc. Có què mà đòi lên. Tao chỉ coi ba mấy thằng bà què, mấy thằng bà cứt thôi à. Từ hôm qua khi mà tao bên ở bên Tân Thái là tao thấy tụi bay là mấy thằng bà cứt không à. Đúng không? Ừ, về coi lại thằng thờ nhà mày trước đi, Bảo Ngọc. Đâu có đâu biết được chưa? Đâu có đâu. Gì? Đâu, nói xa quá không? Để xác lại người ta nhìn không thấy mặt mình. Tôi sợ Bảo Ngọc nó nhớ mặt tao. Không. Để xa quá, để gần quá, nó không nhìn thấy cái mặt tao. Nè, tao để xa xa chút xíu cho tụi bay nhìn cái mặt tao cho kỹ nè. Đó, Bảo Ngọc với thằng Quang Nguyễn đó, tụi bay đứng cái gì tụi bay lên đây. À, không lên đây đâu, anh đọc địa chỉ nhà cho tụi bay rồi, tụi bay qua đây mà kiếm nhà anh. Tụi bay ngồi lên đây bay chửi làm cái gì? Chắc tụi anh sợ mày á. Tao không say, cho dù tao có bia có rượu vô hay tao không có bia có rượu thì cái mặt chó tụi bay tao cũng chửi vậy thôi à. Biết không Bảo Ngọc? Không, mở full hết kích cỡ lên rồi. Sao? Giờ nói không chuyện, nói không hết rồi qua cái mặt tao mặc như mặt heo hả? Tao mặc cái xấu liên quan giữa màu già mày không? Đội mồ mà già mày lên hay sao? Mày sủa dữ vậy? Ủa sao kỳ vậy ta? Nó bị gì nhỏ tiếng vậy? Nhỏ lắm hồi nãy nghe rõ mà ta. Mời nó lên rồi, nó đâu có dám ló mặt nó lên đâu. Con chó Bảo Ngọc mày ló mặt mày lên đi chứ mày làm gì mày núp vô con cún vậy.
Thôi nè anh bạn ơi, em trả cái máy là danh nè, chứ con chó Ngọc đâu dám chui mặt nó lên đâu mà kêu em đưa máy cho em làm cái gì. Rồi đâu Bảo Ngọc nãy giờ nghe là comment lên cho anh coi cái Bảo Ngọc không? Em ngoan thì bên anh Bằng còn để, còn anh bên anh em đâu có ngoan đâu, nên anh lóc em vĩnh viễn luôn chứ anh đâu thả em ra đâu, đúng không? Bảo Ngọc kêu nó ngoan nó sủa cái ơi. Bảo Ngọc sủa lên cái cho anh coi coi. Hả? Hoàng Sơn Lương đâu? Còn em trong đây không? Hoàng Sơn Lương dẫn Bảo Ngọc đi mà anh nhớ ơi. Còn anh Tan Dương hay là gì đó, không biết anh là bao nhiêu tuổi đúng không? Thì anh hỏi mới nãy là tại sao anh hỏi sao ai cũng gọi là bao que đúng không? Thì ở trên diễn đàn này là chống luận điệu xuyên tạc thì chống bao que nha. Mà bao que thì cũng giải thích cho anh nghe rồi nha. Thứ nhất là những thành phần mượn danh lá cờ vàng ba sọc nha. Cái thứ hai dân cụ chủ bụi trong nước, đó là những thành phần ở đây gọi là bao que. Còn những người, các anh, các cô, các chú, những các bác đi lính Việt Nam Cộng Hòa, không ai đụng chạm tới. Bảo Ngọc nói chuyện hiền quá, Bình Dương mở lóc cho em đi, em không bỏ anh mà. Em lóc lâu rồi, đợi cơ trước rồi qua sóc sóc em lóc tới giờ luôn đâu mà. Chào Nam Trần, chào mọi người, chào các anh chị. Chào Hạ Nhất Khang. Thì em ngoan đi, đúng không? Em nói chuyện ngoan đi. Em sủa ngoan đi. Ở đây mạng nó hơi yếu anh Phụng lên đây, tại quán cà phê mà nên không có mời anh được đâu. Mạng hơi yếu. Chút đi anh, chút qua tầm chút nữa Dương về Dương like anh vào. Em vui hả? Em vui thì em comment đàng hoàng đi, em vui. Em comment đi, anh thấy được đi rồi anh sẽ mở lóc bên nhà, đúng không? Chứ còn em vào mà em chửi linh tinh lang thang là anh không thích. À, anh nghe bên kia Chí Nguyễn đã hâm Dương là 10.000 đô không anh? Chào Thái Hùng. Nữa anh đã lịch sự anh Tăng Dương ơi, lịch sự gọi anh bằng anh rồi đúng không? Giải thích cho anh nghe luôn rồi. Mà anh tại sao anh xử vậy? Chào Nguyễn Thị Thanh. Đúng không? Ok anh. Chào anh Trần Hồng Nam. Ở anh Trần Hoài Nam. Chào anh Hào Lương, chào Quang Huy. À chút nữa anh về anh lại Tuấn ơi, tại bây giờ còn đang hết pin rồi em ốp luôn. Thôi anh chị ơi, tại hết pin rồi nên ốp nhé. À, hẹn anh chị nửa tiếng nữa em sẽ like lại nha. Dạ rồi, dạ rồi. Cảm ơn anh chị nha, bye bye. Tại hết pin rồi nên lắc quá.